Xin chào tất cả các anh em trên kênh YouTube Học viện Crypto. Mình là Nguyễn Khoái. Mình là người hướng dẫn trong mảng cung cấp kiến thức nền cho tất cả các anh em trong Học viện Crypto ở trên kênh YouTube này. Để nhận được thông báo mới nhất và nhận được những cái tin tức mới nhất từ mình và kênh YouTube Học viện Crypto thì các bạn hãy nhấn vào cái nút đăng ký và nhấn vào cái nút quả chuông này để mỗi khi mình ra video mới hoặc có những tin tức thị trường mới hoặc là có những kiến thức mới thì ngay lập tức các bạn sẽ nhận được cái thông báo ở trên cái hình quả chuông này. Đấy, thì làm như thế thì các bạn có thể theo dõi và follow được cái kênh YouTube Học viện Crypto của mình và có thể nhận được những kiến thức mới nhất. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn là trong thị trường crypto này, mọi người có hỏi là trong thị trường crypto này thì có bao nhiêu cách kiếm tiền để chúng ta có thể kiếm được tiền trong thị trường này. Thì hôm nay video này mình sẽ hướng dẫn các bạn có 6 cái cách kiếm tiền trong thị trường crypto này. Ngoài 6 cái cách kiếm tiền này ra thì nó còn có rất nhiều những cái cách kiếm tiền khác. Nhưng tuy nhiên hôm nay mình sẽ giới thiệu ra 6 cái cách kiếm tiền chính dành cho những cái nhà đầu tư trong thị trường crypto này. Và sau đây mình sẽ đi vào nội dung chính và các hình thức kiếm tiền từ crypto thì nó có các hình thức kiếm tiền như thế nào. Thì giới thiệu các bạn là cách thứ nhất đó chính là cách thứ nhất của chúng ta là chúng ta có thể là đào coin. Đào coin hay còn gọi là chúng ta hay còn gọi là mining. Thì ở hình thức mining này nó có những cái đặc điểm như thế nào? Cái thứ nhất là các bạn là người mới, các bạn tham gia vào hình thức mining này thì các bạn cần phải có cái điều đầu tiên đó là các bạn cần phải có vốn để tham gia. Có vốn, vốn này nó sẽ khoảng vài ngàn đô. Nó sẽ khoảng vài ngàn đô la. Tại sao chúng ta lại cần phải có vốn khi tham gia vào lĩnh vực mining này? Chúng ta cần phải bỏ vốn ra để chúng ta mua những cái máy đào, giả sử như những cái máy đào Bitcoin ở những thời điểm trước nó có giá vào rơi vào khoảng từ 2.000 đô, từ 40 triệu cho đến nó dao động thời kỳ nó đỉnh điểm nó có thể lên đến 80 triệu. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải đầu tư vốn để chúng ta mua những cái máy đào như Bitcoin hoặc là Ethereum chẳng hạn. Và cái việc đầu tư máy đào như vậy thì nó cũng gây ra đó là chúng ta là những người mới tham gia mà chúng ta đã phải đầu tư ngay, đó là cái số vốn là từ 1.000, ít nhất là 1.000, 2.000 rồi đến 5-10.000 để chúng ta đầu tư vào một cái hệ thống máy có thể là xác nhận những cái giao dịch và giải mã những cái thuật toán của những cái đồng crypto nói chung và nói riêng là những cái đồng Bitcoin. Thì thứ nhất là chúng ta phải bỏ ra vốn là vài ngàn đô la ở cái hình thức đào coin này. Cái thứ hai đó chính là chúng ta phải có một cái cơ sở hạ tầng để chúng ta vận hành những cái máy móc tham gia vào quá trình đào coin này. Chúng ta cần phải có cơ sở hạ tầng này. Thì nó sẽ bao gồm là hệ thống làm mát này. Hệ thống làm mát. Rồi là hệ thống điện này. Các bạn sẽ phải kéo cái điện dùng cho công nghiệp về để chúng ta dùng ấy. Nếu chúng ta dùng cái điện giá chúng ta dùng cái điện giá theo hộ gia đình ấy, nó có giá bậc thang ấy, thì chúng ta sẽ rất là tốn điện. Bởi vì hệ thống này nó chạy, nó hoạt động, nó khá là tốn điện. Chúng ta cần phải có một cái hệ thống điện công nghiệp. Đó, đây là hình thức đào coin. Ngoài ra thì chúng ta phải có một cái người đấy, có người vận hành hệ thống này. Đấy, tức là chúng ta sẽ có một cái người phải luôn luôn kiểm tra bảo dưỡng cái hệ thống máy tính của chúng ta để kiểm tra xem máy tính nó có hoạt động tốt hay không, nó có trục trặc, nó có lỗi gì hay không, nó có nóng quá hay không, rồi là vân vân vân, tất cả mọi thứ chúng ta cần phải có một người vận hành cái hệ thống này. Và vậy thì cái hình thức này nó phù hợp với ai? Hình thức này nó phù hợp với những người đã có hiểu biết về thị trường cryptocurrency này rồi. Mặc dù là cái hệ thống và cái hình thức đào coin mining này hiện tại đã có những cái bên họ cung cấp những cái dịch vụ cho chúng ta. Ví dụ chúng ta chỉ cần đưa tiền cho họ này, sau đó họ sẽ lo từ A đến Z. Họ sẽ đặt hàng máy đào cho chúng ta ở bên nước ngoài. Họ sẽ nhập máy vào cho chúng ta. Rồi họ sẽ set up cái phòng để có thể là cho chúng ta vận hành hệ thống này. Rồi họ cũng có luôn cái người để chăm sóc cái hệ thống này cho tất cả các bạn. Rồi
họ sẽ cung cấp cho chúng ta một cái máy để chúng ta theo dõi cái quá trình đào coin ấy. Thì hàng ngày hàng tháng chúng ta sẽ vào để chúng ta xem cái lượng coin mà chúng ta đào được là bao nhiêu, và chúng ta có quyền là chúng ta rút cái lượng coin chúng ta đào được và chúng ta đem đi bán. Thì tuy nhiên các hệ thống và dịch vụ về đào coin này nó đã chuyên nghiệp, nó đã giúp chúng ta không phải làm gì rồi, nhưng mà đối với những người mới tham gia thì sẽ phải đầu tư một cái khoản vốn khá là lớn. Cho nên là cái hình thức này nó phù hợp với những người đã có kiến thức nhất định trong thị trường này, và có thể có một cái lượng kiến thức nhất định trong cái thị trường này thì chúng ta lên tham gia vào hình thức đào coin này. Còn những người mới thì mình có một lời khuyên là chúng ta hãy tham gia vào những cái hình thức khác, nó đơn giản hơn và nó có thể thu hồi vốn nhanh hơn. Ở hình thức đào coin này nó sẽ mất một khoảng thời gian dài để chúng ta có thể thu hồi vốn về, và chúng ta cũng cần phải có một cái lượng tiền để chúng ta nuôi cái hệ thống này nó hoạt động ổn định. Đó chính là cái hình thức số 1 đầu tiên về đào coin mining. Thì ở hình thức đào coin mining thì mình có một cái số hình ảnh nó minh họa cho quá trình này cho các bạn. Thì đây là hình thức đào coin mining. Đó, nó cũng tương tự như là chúng ta đi đào vàng ấy, nhưng mà chúng ta sẽ đào những cái đồng, ví dụ như chúng ta sẽ đào những đồng Bitcoin bằng cách là chúng ta sử dụng hệ thống máy tính. Chúng ta tham gia vào hệ thống xác nhận những cái giao dịch Bitcoin, và chúng ta tham gia vào quá trình là giải mã những cái thuật toán, những cái khối block của Bitcoin. Đó, thì đây chính là hình thức mining mà mình muốn nói tới. Chúng ta có thể kiếm được tiền bằng cách là chúng ta đào được những cái đồng Bitcoin và chúng ta đem bán những cái đồng đấy. Thì Bitcoin hiện tại ngày hôm nay nó đang có giá trị khoảng hơn 6.000 đô la. Chúng ta sẽ đến với hình thức thứ hai, đó là hình thức staking. Thì đặc điểm của hình thức staking này là gì? Hình thức staking này nó áp dụng cái thuật toán đó là POS. Thì thuật toán POS này nó có nghĩa là gì? Thuật toán POS này nó có nghĩa là nó sẽ không sử dụng cái hệ thống giải mã mà sử dụng sức mạnh phần cứng nữa, mà nó sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một cái nốt nó có uy tín ở trong hệ thống để nó tham gia vào quá trình xác nhận và giải mã giao dịch. Thì về cái POS này thì nó đi sâu vào cái phần là kiến thức blockchain thì mình sẽ không nói. Mình sẽ có những video khác nói về những cái thuật toán ở trong blockchain này. Và trong đặc điểm của hình thức staking này là gì? Thứ nhất đó là chúng ta sẽ mua coin này, và mua coin sau đó là trữ tại ví ở trên máy tính của chúng ta, tức là trên PC đấy ạ. Chúng ta sẽ giữ coin ở trên máy tính của chúng ta. Và thứ hai là hàng tháng chúng ta sẽ nhận lãi từ cái số lượng coin mà trữ ở trên ví của chúng ta. Đó, nó đơn giản là như thế. Và lãi suất hàng tháng thì nó rơi vào khoảng từ hàng năm nó rơi vào khoảng từ 10 đến 20% một năm. Tuy nhiên là lãi suất này nó không cố định nha, nó sẽ thay đổi theo từng giai đoạn của dự án, hoặc là nó cũng khác nhau đối với từng dự án khác nhau. Và khi chúng ta nhận lãi, chúng ta sẽ bán lãi từ từ cái đồng coin đó lấy tiền. Đó chính là đặc điểm của cái hình thức staking này. Chúng ta sẽ hàng tháng chúng ta sẽ lấy cái lãi từ từ cái hình thức staking này. Chúng ta gửi coin vào trong ví trên PC, và hàng tháng cái thuật toán của nó sinh ra cái lãi coin đấy, và chúng ta sẽ dùng cái lãi coin đấy chúng ta bán. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ bán được từ cái tiền lãi coin sinh ra. Cái thứ hai, nếu đồng coin nó lên giá thì cái số lãi mà chúng ta bán ấy, chúng ta sẽ hưởng cái sự chênh lệch giá nếu nó lên giá. Và đương nhiên nếu đồng coin đấy nó giảm giá thì chúng ta cũng sẽ phải chịu cái sự giảm giá của đồng coin đấy khi mà chúng ta bán đồng coin đấy. Vì vậy mà để mà stake một cái đồng bất kỳ nào đấy, chúng ta cần phải nghiên cứu là cái đồng đấy nó có tiềm năng hay là nó có khả năng đi xa ở trong thị trường tương lai hay không, mà chúng ta đưa ra quyết định là chúng ta sẽ mua cái đồng đấy về để chúng ta stake sinh ra lãi. Các bạn lưu ý là hình thức staking này nó khác với hình thức lending nhé. Lending đó là họ trả lãi bằng cái đồng coin. Lending đó là họ
bắt chúng ta mua đồng coin của họ và giữ trên ví của họ, sau đó là họ trả lãi chúng ta bằng đô la Mỹ, chúng ta phải dùng đô la Mỹ chúng ta mua lại cái đồng coin của họ, sau đó chúng ta mới chuyển đổi sang BTC chúng ta bán lấy tiền. Và hình thức staking này nó khá là an toàn. Tại vì sao mình lại nói nó khá an toàn? Bởi vì tại sao? Coin chúng ta sẽ giữ trên máy tính của chúng ta. Đó, chúng ta có thể rút bất kỳ lúc nào và bán bất kỳ lúc nào mà chúng ta thích, bởi vì coin chúng ta giữ trên máy tính của chúng ta mà. Cho nên là đây là một hình thức nó rất là an toàn. Nó rất là hợp với những cái người mà mới tham gia đầu tư. Chúng ta chọn một cái đồng coin nó tốt, đồng coin thực sự tiềm năng, chúng ta mua đồng coin đó về và chúng ta giữ trên cái ví PC của chúng ta. À đấy, chúng ta có thể thích bán bất kỳ lúc nào mà chúng ta muốn. Thì đây là hình thức staking sử dụng cái thuật toán POS mà chúng ta có thể tham gia để đầu tư kiếm tiền cho chúng ta. Tiếp theo, một cái hình thức thứ ba mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là hình thức chơi coin. Thì chơi coin thì nó rất đơn giản, đó là chúng ta sẽ tham gia vào thị trường coin này, chúng ta sẽ mua bán, chúng ta đóng vai trò là những cái nhà mua bán coin thôi, chỉ đơn giản như thế. Và chúng ta sẽ mua ở giá thấp và bán ở giá cao, đơn giản là như vậy thôi các bạn ạ. Chúng ta sẽ đăng ký một cái tài khoản sàn giao dịch, sau đó là chúng ta nạp BTC hoặc ETH lên trên đấy, hoặc là nạp USDT lên trên sàn giao dịch. Sau đó là chúng ta chọn một cái đồng coin mà chúng ta nghĩ là trong tương lai nó sẽ tăng giá, chúng ta sẽ mua ở cái mức giá mà nó phù hợp với chúng ta. Sau đó là khi đồng coin đó nó tăng giá thì chúng ta bán đi thôi, và chúng ta sẽ hưởng cái mức lợi nhuận, đó là cái phần giá chênh lệch giữa lúc giá mà chúng ta mua vào và giá mà chúng ta bán ra, đúng không ạ? Thì đây là một hình thức mà khá nhiều người tham gia về thị trường cryptocurrency này đã kiếm tiền bằng phương pháp này. Thì tuy nhiên là cái ưu điểm và đặc điểm, ưu điểm và cái khuyết điểm của cái hình thức này đó là gì? Ưu điểm thứ nhất là ưu điểm dễ dàng, ưu điểm của nó chính là dễ dàng đầu tư này, tức là chúng ta chỉ cần nạp tiền vào và mua bán trên sàn giao dịch thôi. Đấy, nó rất là đơn giản. Nhưng cái nhược điểm của nó chính là, nhược điểm hình thức này đó là nó mất khá nhiều thời gian, do là chúng ta phải dành thời gian để chúng ta xem giá, chúng ta dành thời gian chúng ta xem biểu đồ, chúng ta dành thời gian chúng ta phân tích thị trường, chúng ta phân tích những cái chỉ báo, rồi là chúng ta phân tích đấy, phân tích xu hướng này, phân tích những cái chỉ báo này, rồi là vân vân, rất nhiều những cái số liệu của thị trường. Thì đây là nhược điểm của quá trình chơi. Tuy nhiên thì cũng có những người, người ta sáng tạo ra những phương pháp riêng, người ta có thể chơi một cách rất là đơn giản, ví dụ như người ta sử dụng bot, hoặc là người ta sử dụng cái phương pháp là chơi 2 giờ một tuần. Ở đấy, người ta sử dụng bot thì nó sẽ tối ưu được cái quá trình chơi của các bạn, tức là trong một tuần chúng ta có một cái phương pháp chơi đó là chơi 2 giờ một tuần thì nó sẽ tối ưu được cái thời gian của chúng ta vẫn có thời gian để chúng ta làm những việc khác. Thì đây chính là cái hình thức chơi coin mà mình muốn giới thiệu tới các bạn. Thì các bạn có thể hoàn toàn tham gia cái hình thức này nếu các bạn là quan tâm đến hình thức chơi coin. Và mình cũng đã nói được cái ưu điểm và cái nhược điểm của quá trình chơi coin. Ngoài ra, một cái hình thức nữa, đó là hình thức số 4 mình muốn giới thiệu với các bạn, đó là hình thức là hold coin. Đặc điểm của hình thức hold coin này là gì? Mình sẽ nêu một số đặc điểm của hình thức coin này. Đó chính là chúng ta sẽ mua những cái đồng crypto, đúng không ạ? Chúng ta sẽ mua những đồng crypto và chúng ta sẽ giữ. Lưu ý là mua những đồng crypto ở vị thế tốt nhé, tức là chúng ta sẽ mua ở một cái mức giá rẻ ấy. Như hiện tại bây giờ thị trường ngày hôm nay, mình sẽ phân tích một chút xíu qua thị trường ngày hôm nay. Các bạn có thể vào trang CoinMarketCap, các bạn có thể xem được cái thị trường ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 29 tháng 6, thì thị trường có một số đặc điểm lưu ý như sau, đó là vốn hóa của toàn thị trường đó là 236 tỷ đô, volume 24 giờ đó là 11 tỷ đô. Đấy, giá của Bitcoin ngày hôm nay đã giảm khá là nhiều, đó là 5.900 đô. Giá của Ethereum cũng giảm khá là sâu,
Một trong những cái mức giá rất là thấp trong vài tháng gần đây đó là 422 đô. Thì tại sao mình lại nói là quá trình hold coin thì nó liên quan đến những cái vị thế tốt? Như mình theo như cái tìm hiểu của mình ở thị trường hiện tại, thì ở thời điểm hiện tại thì vốn hóa của thị trường nó giảm khá là sâu so với cái thời điểm mà những cái quý đầu của năm 2018 ấy, thì nó giá khá là sâu rồi. Hiện tại vốn hóa của nó rất là thấp, cho nên là mình đánh giá đây là cái thời điểm mà vốn hóa của thị trường nó khá là thấp, và là cũng là một trong những thời điểm mà vị thế tốt để chúng ta hoàn toàn có thể mua vào trong thị trường này. Đây là cái thời điểm mà chúng ta có hoàn toàn có thể mua vào ở trong thị trường này. Tuy nhiên đây là cái nhận định trên cái quan điểm cá nhân của mình và không phải là cái lời khuyên tham gia đầu tư. Cho nên các bạn là trước khi đầu tư các bạn cần phải theo dõi kỹ tình hình thị trường, hoặc là chúng ta cần phải theo dõi kỹ cái mức độ rủi ro của thị trường. Trong thị trường tài chính này cái độ rủi ro của nó khá là cao, cái biên độ dao động của nó khá là mạnh. Đây chỉ là cái nhận xét cá nhân của mình mà thôi. Đấy, quá trình hold coin chúng ta cần phải mua đồng crypto ở một cái vị thế tốt. Tại thời điểm hiện tại thì theo nhận định của mình là vốn hóa thị trường khá là thấp. Vị thế của các đồng crypto chúng ta có thể mua vào ở mức giá khá là rẻ. Tuy nhiên để mua hay không thì đấy lại là quyết định của các bạn, và các bạn có quyền quyết định các bạn có mua hay không. Đấy thì quá trình hold coin chúng ta phải lưu ý đó là chúng ta sẽ mua cái đồng crypto ở một cái vị thế tốt. Ngoài ra thì cái thời gian giữ nó cũng khá là lâu, thời gian giữ nó rơi từ ít nhất là từ 3 tháng cho đến 1 năm này. 3 năm chẳng hạn. Đấy. Thì thời gian để chúng ta giữ cái đồng crypto từ cái lúc mà chúng ta mua ở cái mức giá tốt ấy, đến thời điểm mà chúng ta bán ra nó rơi vào khoảng từ 3 tháng cho đến 1 năm đến 3 năm. Và cái lợi nhuận của nó cũng khá là cao. Lợi nhuận cao do là cái đồng crypto mà chúng ta giữ ấy, nếu mà nó là cái đồng nó có giá trị cao, nó có tiềm năng và nó có giá trị phục vụ trong một cái nhu cầu nào đấy của xã hội, thì khả năng x của nó rất là nhiều. Tuy nhiên là cái nhược điểm của cái quá trình hold coin này là gì? Nhược điểm của quá trình hold coin này đó là chúng ta sẽ bị om vốn trong một khoảng thời gian dài. Các bạn có nhìn thấy là vốn của chúng ta nó sẽ bị om trong khoảng thời gian từ 3 tháng cho đến 1 năm đến 3 năm. Thì đây là hình thức dành cho những người mà chúng ta không có thời gian nhiều để nghiên cứu và tham gia thị trường này. Chúng ta là những người đi làm bận công tác, chúng ta sẽ mua những cái đồng coin tốt và chúng ta giữ ở đấy thôi. Chúng ta sẽ không quan tâm nhiều đến giá của nó ngày hôm nay, ngày mai như thế nào, mà chúng ta sẽ chỉ quan tâm về cái xu hướng dài hạn của cái đồng đấy. Đây chính là hình thức thứ 4, hình thức hold coin mà mình muốn giới thiệu đến các bạn. Ngoài ra thì hình thức số 5 mình muốn giới thiệu với các bạn đó là một hình thức khá là hay, đó chính là hình thức ICO. ICO thì nó là gì thì mình sẽ giải thích với các bạn. Từ ICO, đây, ICO viết tắt của từ tiếng Anh đó là Initial Coin Offering. Đó chính là một hình thức kêu gọi vốn từ quá trình phát hành coin, quá trình phát hành token. Đặc điểm của quá trình này là gì? Đặc điểm của hình thức ICO này là gì? Đó chính là đặc điểm của nó chính là đầu tư rủi ro. Bởi vì sao? Bởi vì sao nó lại là rủi ro? Bởi vì trong quá trình này, trong các cái dự án mà họ kêu gọi hình thức vốn của các nhà đầu tư thì nó có thể xảy ra, ví dụ như là gặp phải đó là dự án scam. Cái thứ hai là dự án lên sàn bị xả sấp mặt. Đó, ngoài ra còn nhiều nguyên nhân khác. Dự án scam, dự án bị xả sấp mặt, rồi là dự án nó không tốt, rồi là dự án nó bị thao túng chẳng hạn, rất nhiều lý do. Thì tuy nhiên cái ưu điểm của nó là gì? Phần rủi ro nhá thì mình sẽ gọi là cái nhược điểm. Tuy nhiên cái ưu điểm của nó là gì? Chúng ta sẽ mua được một cái đồng coin ở vị thế tốt. Đấy. Chính vì thế mà khi lên sàn thì nó sẽ x, sẽ nhân đấy ạ, nhân nhiều lần. Được ạ.
Thì cái ưu điểm đó chính là như vậy. Các bạn có thể tưởng tượng là ở những cái giai đoạn mà Bitcoin hoặc là Ethereum nó phát hành ở trong những giai đoạn đầu tiên ấy, thì mình nhớ không nhầm đó là 1 đô la chúng ta có thể mua được 1.300 đồng Bitcoin ở cái thời điểm mà Bitcoin nó mới phát hành ra ấy, thì giá của nó rất rẻ. Tương tự như vậy, Ethereum khi nó mới ra đời thì nó cũng rất là rẻ. Vì thế mà quá trình ICO này chúng ta cũng có thể tạm gọi là quá trình của Ethereum và quá trình của Bitcoin nó gọi tạm gọi là ICO. Không chính xác là ICO đâu nhưng mà mình tạm gọi là như thế. Thì trong những giai đoạn ICO ấy, chúng ta có thể mua được những cái đồng coin nếu nó có giá trị thật. Nếu nó thực sự tiềm năng thì chúng ta có thể mua được những đồng coin với một cái mức giá rất là rẻ, đúng không ạ? Và khi sau này dự án nó thành công ấy, thì chúng ta có cơ hội là chúng ta sẽ nhân tài sản lên rất nhiều lần. Và nếu như dự án nó không may nó scam hoặc là nó bị xả sấp mặt thì tài sản của chúng ta nó sẽ cũng sẽ bị giảm hoặc là cũng có thể bị mất nếu dự án nó scam. Thì ICO mình có nói với các bạn là đó là hình thức đầu tư khá là rủi ro, cho nên các bạn có thể cân nhắc cái số vốn mà chúng ta có thể đầu tư vào trong hình thức này. Các bạn có thể cân nhắc một số vốn trên tổng số vốn nhé, ví dụ như là 10 đến 20% trên tổng vốn chúng ta đầu tư vào thị trường cryptocurrency này. Chúng ta chấp nhận là chúng ta sẽ mất 10 đến 20% khi đầu tư vào lĩnh vực ICO này, tức là lĩnh vực rủi ro. Bù lại thì chúng ta có thể nhân được cái tài sản rất là lớn ở trong quá trình mà chúng ta tham gia vào lĩnh vực ICO. Đó là cái phần số 5 mà mình muốn chia sẻ, hình thức đầu tư kiếm tiền trong lĩnh vực ICO này. Đó, còn một phần thứ 6 rất là hay mình muốn chia sẻ tiếp, đó là chúng ta sẽ tham gia vào những cái chương trình airdrop và bounty. Airdrop và bounty là gì? Đầu tiên là mình sẽ giải thích khái niệm airdrop. Airdrop đó là tặng coin miễn phí bằng một hành động đơn giản của chúng ta. Ví dụ như là điền thông tin vào form này. Form này nó đơn giản thôi, nó chỉ là điền email này, họ tên này, địa chỉ ví ETH, địa chỉ ví My Ether Wallet. Địa chỉ ví My Ether Wallet này nó là một cái địa chỉ ví mà những cái nền tảng phát hành ICO trên cái nền tảng của Ethereum ấy, tức là họ phát hành token ấy. Token đấy sẽ được chạy trên nền tảng của Ethereum. Đấy thì chúng ta sẽ điền cái ví My Ether Wallet này vào thì nó có thể chứa được những cái đồng coin mà những cái đồng token mà nó chạy trên nền tảng của Ethereum ấy. Đấy chính là Airdrop và bao Airdrop. Định nghĩa rất đơn giản thôi, Airdrop chính là khái niệm của nó chính là từ trên trời rơi xuống. Đấy, rất đơn giản. Đó chính là air có nghĩa là không khí, drop có nghĩa là thả dù, đấy có nghĩa là từ trên trời rơi xuống coin đấy, rất là đơn giản như vậy. Còn hình thức bounty là gì? Bounty thì nó sẽ cần một số những cái tài khoản, ví dụ như là cần tài khoản Bitcoin Talk này. Ngoài ra nó cần những cái tài khoản khác, mạng xã hội khác như là Medium, Medium này, tài khoản Reddit này. Những cái tài khoản vân vân, Steemit này, mình nhớ viết không chính xác lắm cái từ Steemit này. Đấy, chúng ta có những tài khoản Bitcoin Talk này, tài khoản Medium này, và chúng ta sẽ viết những cái bài truyền thông cho cái dự án mà họ yêu cầu chúng ta viết, đăng một cái bài nào đấy trên tài khoản Bitcoin Talk, trên tài khoản Medium của chúng ta, những cái tài khoản mạng xã hội của chúng ta ấy. Chúng ta sẽ làm những cái hành động như là đăng bài này, hành động như là viết một cái bài PR cho dự án này, hay là làm một cái video này đăng lên YouTube chẳng hạn này, hoặc là chúng ta sẽ dịch tài liệu dự án sang tiếng địa phương, rồi là trên trang Bitcoin Talk thì chúng ta sẽ để chữ ký. Tức là trong những cái diễn đàn thì chúng ta sẽ có cái phần là để chữ ký khi chúng ta comment bất kỳ vào một cái bài viết nào đấy.
thì chúng ta sẽ để chữ ký của chúng ta vào thành là cái dự án mà họ muốn muốn họ muốn yêu cầu truyền thông ấy, thì chúng ta sẽ được thưởng những cái coin khi mà họ phát cho chúng ta khi chúng ta hoàn thành những cái yêu cầu của họ. Hình thức airdrop thì làm nó khá là đơn giản, còn hình thức bounty thì làm nó sẽ phải liên tục và nó sẽ phải duy trì, và chúng ta cần phải có những cái tài khoản mạng xã hội rất là chất lượng và uy tín. Chúng ta phải là những cái tài khoản hoạt động tích cực trên những diễn đàn đấy, chúng ta mới có thể là đạt được nhiều những cái đồng coin hay là token mà dự án họ phát. Và một cái điều nữa mà các bạn rất là hay nữa là những cái hình thức tham gia này là nó free nhé các bạn nhé. Hình thức tham gia này là nó free, Aero Bounty nó là free, chúng ta chỉ cần bỏ công sức của chúng ta chỉ cần có một chiếc máy tính laptop, chúng ta có những cái mạng xã hội cơ bản mà chúng ta đi đăng những thông tin liên quan đến dự án của họ là chúng ta có thể được tặng những cái đồng coin và token đấy rồi. Và khi chúng ta được tặng những cái đồng coin token đấy, chúng ta bán đi và là chúng ta đã có tiền trong cái thị trường crypto này rồi. Thì đây là 6 hình thức mà mình muốn giới thiệu với các bạn. Thì hình thức thứ nhất đó là đào coin, thứ hai đó là staking sử dụng thuật toán POS, thứ ba đó là chúng ta chơi coin, mua bán coin. Hình thức thứ tư đó là chúng ta hold coin, đó chính là hold có nghĩa là giữ, chúng ta sẽ giữ những đồng coin ở một thời gian dài và chúng ta bán đi khi mà giá của chúng tăng lên cao. Hình thức thứ năm đó là hình thức đầu tư ICO, và cuối cùng hình thức thứ sáu đó là hình thức đầu tư mà chúng ta không cần phải có vốn, Aero Bounty. Đó, hiện tại trên trên cộng đồng đầu tư 40 cũng có anh Hưng đang triển khai rất là mạnh cái mảng Aero Bounty, anh thường xuyên ra những video tìm kiếm những dự án Aero Bounty chất lượng. Đó, các bạn có thể tham khảo trên cái kênh YouTube đó là đầu tư 40. Đấy, đó là 6 cái hình thức, vừa rồi thì có 5 hình thức, đó là 5 hình thức là đào coin, staking, chơi coin, hold coin và ICO. Đây là 5 hình thức mà chúng ta sẽ đầu tư vốn của chúng ta vào đây. Và hình thức thứ 6 đó là chúng ta không phần cần phải mất vốn, chúng ta đầu tư vào đây. Video của mình đến đây là kết thúc. Đây là 6 cái phần đó là chúng ta có thể kiếm tiền trong hình thức đầu tư vào crypto này. Các video mà mình làm mình sẽ đăng lên trang các video mà mình làm mình sẽ đăng lên cái kênh đó là Học viện Crypto YouTube, thì các bạn có thể đăng ký để nhận những cái video này, và các bạn nhấn vào nút chuông này để khi có video mới nhất của mình các bạn sẽ nhận được cái thông báo mới ngay lập tức. Ở trong những video tiếp theo mình sẽ chia sẻ những kiến thức liên quan đến những cái ở trong những phần tiếp theo ấy sẽ có những kiến thức liên quan đến phần đó là cái quy trình mà chúng ta sẽ kiếm tiền ở trong thị trường này nó cụ thể nó như thế nào. Chúng ta biết rằng là có 6 hình thức đầu tư tiền chúng ta biết rằng có 6 hình thức mà chúng ta có thể kiếm tiền trong thị trường cryptocurrency này rồi. Nhưng mà để mà chi tiết cụ thể cái quy trình làm như thế nào, bước 1 như thế nào, bước 2 như thế nào, bước 1 là nạp tiền như thế nào vào, bước 2 là mua bán ở trên cái trang nào, rồi là bước 3 là chúng ta mua bán những đồng crypto như thế nào, bước 4 là chúng ta bán đồng crypto như thế nào để ra được tiền Việt Nam đồng, cuối cùng là chúng ta sẽ rút tiền về tài khoản ngân hàng của chúng ta như thế nào. Đấy, thì cái quy trình cụ thể chi tiết từng bước như thế nào thì mình sẽ làm tiếp theo ở trong những video tiếp theo. Và mình sẽ đăng hàng ngày vào lúc 2 giờ chiều hàng ngày vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Các bạn nhớ theo dõi và follow cái kênh YouTube Học viện Crypto để có thể nhận được những video mới nhất của mình. Và sẽ rất là vui mừng nếu các bạn sẽ chia sẻ những cái kênh YouTube Học viện Crypto này cho những người có nhu cầu mong muốn đầu tư vào thị trường crypto. Mình sẽ rất vui và có động lực để tiếp tục mình làm những video tiếp theo. Và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.